một phụ nữ dương tính với Covid-19 làm việc ở Chùa Tam Chúc Hà Nam. Trong số các ca bệnh dương tính tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều, Hà Nội, ngày 7 tháng 5, tỉnh Hà Nam đang truy vết một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 là người nhà bệnh nhân, quê ở thị trấn Quế, huyện Kim Bản, điều trị tại Bệnh viện Ca, cơ sở Tân Triều. Nữ bệnh nhân tên NTMT có địa chỉ tại 244 Quang Trung, thị trấn Quế, huyện Kim bảng. Theo điều tra dịch tễ, vào tối ngày 22 tháng 4, bệnh nhân lên Hà Nội và nghỉ tại nhà nghỉ 88, gần cổng viện, không nhớ số nhà cụ thể. Ngày 23 tháng 4, 4 giờ sáng, bệnh nhân đưa mẹ đi khám tại bệnh viện ca, vào phòng khám 211, sau đó lấy máu ở tầng 1, quầy B. Chụp CT tại khoa trục đoán HA, phòng 138 và 140. 11 giờ 30 phút, về lại nhà nghỉ 88 nghỉ ngơi. 14 giờ trở lại bệnh viện ca, lấy kết quả và quay lại phòng 211 gặp bác sĩ. 15 giờ lên phòng 704 khoa GMT, hội chuẩn và sau đó trở lại phòng khám làm thủ tục nhập viện. 18 giờ 30 phút, về nhà ông ngoại tại thôn Do Lễ, xã Liên Sơn, huyện Kim Bản, tỉnh Hà Nam. 19 giờ về nhà riêng tại 244 Quang Trung, thị trấn Quế, Kim Bản, Hà Nam. Ngày 24 đến 25 tháng 4, bệnh nhân đi làm tại chùa Tam Chúc từ 6 giờ đến 15 giờ ngày 26 tháng 4, đưa mẹ sang bệnh viện ca làm các xét nghiệm, siêu âm, điện tim, nội soi trực tràng, chụp x-quang, vân vân. Trong khoảng thời gian đó có số quầy thuốc tận 2 mua thuốc. 11 giờ 30 phút về nhà nghỉ 88. Ngày 27 tháng 4, 5 giờ 30 phút lên khoa làm xét nghiệm. 7 giờ nội soi, 10 giờ 30 phút ở nhà ông ngoại ở Kim Bảng và sau đó về nhà riêng. Ngày 28 tháng 4, lên nhà ông ngoại ở Kim Bảng, Hà Nam từ sáng đến chiều, sau đó không đi đâu. Ngày 29 đến 30 tháng 4 đi làm tại chùa Tam Chúc, ca từ 6 giờ đến 17 giờ. Ngày 1 tháng 5 không đi đâu, ngày 2 tháng 5 đến ngày 3 tháng 5 đi làm tại chùa Tam Chúc từ 6 giờ đến 15 giờ. Ngày 4 tháng 5 đến ngày 7 tháng 5 chỉ ở tại bệnh viện ca mua đồ ăn trong căn tin và không ra ngoài. Trong thời gian ở viện tiếp xúc với những người cùng phòng đều đeo khẩu trang. Ngay sau khi biết được thông tin về trường hợp này, chính quyền và ngành chức năng đã tạm thời cho khoanh vùng đoạn đường nơi ở của chị T. Đồng thời, cử các mũi đi đến những địa điểm mà chị Tê khai báo để xác định các trường hợp tiếp xúc gần để có biện pháp cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm, hạn chế sự lây lan ra cộng đồng. Trước đó, vào tối ngày 6 tháng 5, Bệnh viện ca xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho bệnh nhân, người nhà và nhân viên y tế của khoa ngoại gan mật tại cơ sở 3 Tân Triều. Kết quả trong tổng số 123 mẫu, có 10 mẫu dương tính, gồm 6 bệnh nhân và 4 người nhà ngày 7 tháng 5, bệnh viện ca ra quyết định tạm thời phong tỏa các đơn vị phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, tạm thời phong tỏa các đơn vị gồm nhân viên y tế, người lao động, người bệnh và người nhà, người bệnh tại ba cơ sở bệnh viện ca để phục vụ cho công tác chống dịch. Thời gian phong tỏa kể từ 5 giờ 30 phút ngày 7 tháng 5 năm 2021. Các đơn vị liên quan có trách nhiệm bố trí đầy đủ cơ sở vật chất, đồ dùng cá nhân, sinh hoạt cho những người cách ly.